Thì nếu không đi cùng với Hành Trình Rực Rỡ, mãi mãi em không bao giờ lên đến đỉnh Phan Xipang. Em nghĩ là một người như em sẽ chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ leo lên đến đây. Bởi vì là em yếu đuối cả về sức khỏe tinh thần lẫn cơ thể vật lý của em là cũng mặt vẹo lắm. Tại vì em toàn nằm ở nhà, em không có vận động gì cả. Thế nhưng mà khi mà tham gia chương trình thì mỗi ngày em lại được cảm giác như mình mạnh hơn. Càng đến cuối thì em càng cảm thấy là mình không phải vượt qua những thử thách nữa, mà giống như là mình đang tận hưởng. Và mỗi một ngày trôi qua thì mình lại thấy tiếc hơn một chút vì sợ hết mất. Thật sự đến cái thời điểm này khi mà đứng ở đây, em nghĩ tất cả bọn mình đều là một và không thể thiếu được ai. Em tin là em là một mảnh ghép không thể thiếu của chương trình. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mình dám suy nghĩ như thế. Là cái buổi diễn như là lần cuối cùng em được diễn. Lần cuối cùng em được diễn. Cho nên á, là mọi người thấy em cố gắng rất là nhiều. Và ngày hôm nay lên được đỉnh Phan Xipang thì cảm xúc như cái lần đầu tiên mà lên Yên Tử lại ùa về. Bởi vì cái lần trước là cũng cầu mong cho mẹ hết bệnh. Và nhiều khi bác sĩ nói là mẹ em chỉ được từng ngày thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, từ những ngày đầu của chương trình, và ngày hôm nay là chặng cuối chương trình rồi, mà mẹ em vẫn còn sức khỏe và mẹ em vẫn còn ở bên gia đình. Cho nên em rất là cảm ơn và hạnh phúc. Và em đã, như là lời ước nguyện của em, đã trở thành hiện thực. Em xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Và hy vọng mọi người sẽ yêu thương chương trình Hành Trình Rực Rỡ, để tụi em có thêm động lực để mà cống hiến, cũng như là giới thiệu những cảnh đẹp của quê hương đất nước của mình, niềm tự hào, tự tôn dân tộc đến cho tất cả người Việt Nam chúng ta. Nào, anh em cùng đi tiếp nào. Mưa to quá em ạ, chắc thì mình quay được trong lúc chờ đợi chị em mình. Hai đứa làm một bát phở thịt bò. Wow, ngon quá. Cô chị có thể cho ông kêu thịt nè. Cô chị có một cục còn nguyên vẹn luôn. Ngon nhờ. Ăn thôi. Mọi người bên kia đang chà đạo, mình tranh thủ đi ăn. Lóc dạ. Chị em mình nhanh đói quá. Đúng rồi. Mọi người giờ này vẫn uống trà Thanh Nhã mà bọn mình đã đói rồi. Mình có thích leo xuống chứ không à? Gà leo không nổi. Hút cái tỉnh hết rồi chị ơi. Ngon hả? Chị uống thì tỉnh thôi. Tính ra là hôm nay team nhà mình lên đây là chinh phục nóc nhà Đông Dương cùng với phở Phi Phong, đúng không chị? Đúng. Quá là ngon. Thật tuyệt vời. Yummy. Thôi ăn nhanh lên đi, chị thấy mưa cũng ngớt ngớt rồi đấy. Vâng. Còn mình ăn nhanh xong rồi còn leo nữa. Rồi, quá ngon. Đi thôi. Ôi, nó cứ dốc lên thế này hả chị? Dốc lắm em ạ. Có dừng té nha. Mệt quá anh ạ. Cẩn thận nha, trơn lắm nha mọi người. Cố lên, tập trung vào mỗi bước một em ạ, đi từ từ thôi. Mệt thì nghỉ. Nghỉ sẽ đếm cho mọi người nha. 1, 2. Cố lên, cố lên. Ok. Ổn không? Ổn man. Ổn không? Ổn man. Mệt nha. Ổn không cách tình yêu? 5, 1. Không sao, có tôi phía sau đây. Nhưng chật chật. Cố lên mọi người ơi, cố lên thôi. Cố lên, cố lên. Mệt thì nghỉ. Mệt thì nghỉ thôi. Đây nó cao quá. Nó cao hơn Yên Tử bạn. Không khí nó loãng á. Mời. Khó thở quá. Wow, ghê luôn. Hey,
hít sâu thở chậm. Ngân ơi, đi bám vào cái bờ kè này. Dạ. Bám vào đây, cái tay nó đông như đóng băng luôn chị ạ. Ừ, bám vào cái bờ kè đi cho nó chắc chân. Cố lên, cố lên. Nãy giờ quên đếm rồi. Chắc được 100 bậc rồi nào, 100 bậc. Vừa dắt nhau qua cơn mưa này. Lên đến cái hình ngang kia bọn mình sẽ nghỉ tiếp. Đường đi rất là đẹp, tuy nhiên là độ cao không khí nó loãng. Rất là loãng cho nên là vừa mưa vừa gió vừa lốc xoáy nữa nè mọi người. Có lốc xoáy thấy không? Ok lắm nhá. Dạ vâng. Rất chi là ok. Cho nên là okay. Cho nên là rất là khó khăn cho việc di chuyển. Rất chi là ok. Ở trên đây mới hợp cái gọi là hợp cái hoàn cảnh để chúng ta có thể cất lên ca hát bí mật của mình. Đi. Đi. Đi thôi. Kìa mọi người thấy không? Là nó quẹo trái mà thấy không? Còn rất là xa nha. Ủa, tôi tưởng là tới đây luôn rồi chứ. Cố lên, cố lên. Sao vậy? Sao nhìn anh lạc liều quá vậy? Anh có còn chịu nổi nữa không? Tuổi già đã ập tới nha anh. Sao mà không quay một lượt hai show mà hỏi sao? Sao mà không có sức? Của bé là người đàn ông mạnh nhất cái showbiz này. Tôi... Ôi! Giờ mình chơi lớn không? Chơi gì? Mình không đi bộ nên mình leo được này. Thôi em chơi nhỏ. Thôi em chơi nhỏ. Em chơi nhỏ thôi, em không chơi lớn đâu. Trời ơi, nhìn cái đường này mà leo lên được mới hay nè. Cái đó là chơi, chơi dài anh ơi. Thì mình đi ở cái nơi này á, cảm giác á là nó chậm á, xong cái mình đi mình thanh thản. Ở này giống như mình đi mình trải nghiệm, giống mình vừa đi mình vừa gọi là tĩnh tâm, mình ôn lại những cái những gì đã qua á. Đi trước đi. Mọi người ơi, đi cẩn thận nha. Mình xuống ở chỗ cái eo này để chuẩn bị mình bước lên một đỉnh cao mới nha mọi người. Dạ. Lùi một bước, tiến hai bước. Trong cuộc đời phải có những cái khúc quanh co thì mình mới lên tới đỉnh cao được. Mình mới biết trân trọng mến yêu cuộc sống này. Anh em tôi vẫn miệt mài, vẫn bằng mọi giá, dù có sức khỏe cỡ nào cũng phải leo tới đỉnh. Quyết tâm chinh phục đỉnh Phan Xipang. Anh Giang ơi, chắc em không trụ được. Anh Giang ơi, chắc em không trụ được. Không, em. Mọi người đi đi. Không, đơn lại. Đây anh là đã đi được nửa chặng đường rồi. Đây là nóc nhà Đông Dương, điểm đến đời người. Có nghĩa là đời người phải đến một lần. Cố lên. Không gì Lê Dương Bảo Lâm không làm được hết. Nóc nhà Đông Dương, điểm đến đời người. Dạ. Chào anh chị. Chào anh chị ạ. Em quay chương trình Hành Trình Rực Rỡ ạ. Chào anh chị. Chào anh chị. Dạ vâng ạ. Chúc anh vui vẻ nha. Dạ, dạ. Vâng, bác ạ. Chúc bác vui vẻ ạ. Bác giữ gìn sức khỏe ạ. Dạ. Dạ. Ông bà leo khỏe dạ, lên. Cảm ơn anh. Vui vẻ. Ông bà khỏe quá. Dạ, con chào bác. Mệt lại chứ chị Ngân? Mệt lại rồi. Chị còn nhớ ngày ấy chị là người đã thúc đẩy bé An đi lên đỉnh Yên Tử không? Và hôm nay bé An ủi chị. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Bé An đã trưởng thành, nó có thể sải cánh bay cao. Chị Ngân biết cái tin nhắn đầu tiên mà Kiếp nó nhắn cho em là gì không? Là gì? Ôi, thôi đi. Vậy ơi, đừng mà. Phải nói nhiên à. Em đút lót cho chị đi. Phải nói. Không, hơn cả thế nữa. Nói đi. Em có cho chị nói không? Cũng đâu có gì đâu, chỉ là tuổi thơ của em thôi mà. Tuổi thơ. Em muốn cưới chị. Em muốn cưới chị. Cưới chị cái đó. Em muốn cưới chị. Xong chị Lily không, mà lúc đó là chưa có add friend hay gì á, còn là fan. À lúc đó em fan của Lily hả? Ghê vậy, bao lâu rồi? Đến rồi. Yeah. Đến rồi. Đến rồi. Yeah. Đến rồi. Wow. Mới đến chùa thôi. Mới đến chùa thôi. Thông báo thiếu son một tí. Về sau. Chưa tới đỉnh hả? Hello chị. Cảm ơn các nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả một chương trình tuyệt vời. Cảm ơn chị. Dễ thương, em cảm ơn chị. Dạ. Thường xuyên theo dõi các bạn. Em chào chị. Em chúc chị về sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Chào chị ạ. Dạ.
Dạ đây đây đây, chị thả thêm đi chị. Thả thêm. Xin chào. Wow. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Đẹp đá, dùng đá dùng đẹp ghê. Đá nền, đồ đất, cầu thang, đá lan can. Cố lên mọi người. Đi rồi, đi tiếp không? Đi nha. Nghe nói 100 bước là lên trên đỉnh rồi. Đi thôi. Go. Cố lên. Đi thôi. Cố lên. Bích Phương lại một lần nữa dẫn đoàn, tuyệt vời quá. Mọi người ơi, cố lên. Cố lên, cố lên. Sắp tới rồi mấy chị ơi. Cố lên, phê tinh. Đi rồi, tăng tốc mọi người ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, 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 lên. Tới rồi. Ngay sau đây, nghi lễ chào cờ sẽ được thực hiện. Yêu cầu quý khách chỉnh đốn trang phục để chúng ta làm lễ chào cờ. Xipang, lời ca ấy ôi biết mấy tự hào. Nghe âm vang nóc nhà tổ quốc, đoàn quân Việt Nam đi vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiếng hát vang xa trên đỉnh Phan Xipang. Yeah! Oh my God! Yeah. Yeah. Đây đây. Trời ơi, quá là đỉnh rồi. Yeah, giỏi, biết giỏi nè. Nhỏ nhưng mà đúng rất rồi. Là leo giỏi. Leo quá trời đỉnh luôn. Chúc mừng các thành viên đã chinh phục nóc nhà Đông Dương. Yeah. 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 Cảm ơn các bạn đã cùng chương trình cố gắng và nỗ lực để có thể hoàn thành chặng đường đầy thử thách này. Nơi mà chúng ta đang đứng ở đây đó là niềm tự hào của đất nước ta, đỉnh Phan Xipang. Wow. Tên địa phương của ngọn núi này là Hủa Xipang, nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh giữa mây trời với độ cao là 3.143 m. Chứng kiến lá cờ tổ quốc được kéo lên tung bay giữa đại ngàn Tây Bắc và cất cao lời hát tiến quân ca sẽ là cảm giác vô cùng đặc biệt. Wow. Wow. Yeah. Cái đợt mình lên Yên Tử thấy không? Thấy cái mùa này không? Yeah. Ngày đầu tiên, đợt đầu tiên là lên đỉnh cao Yên Tử. Đúng. Đợt cuối cùng lên đỉnh cao Phan Xipang. Đúng. Hai đỉnh đó đều có mưa phùn và heo may. Đã cùng trải qua 3 ngày khám phá đất Ngọc Yên Bái và cuộc đua đỉnh nhất ở Lào Cai. Và bây giờ thì chương trình sẽ công bố kết quả của các bạn. Có hai thành viên có điểm rực rỡ thấp nhất đó là
Đâu? Anh à? Em có em nữa, yên tâm. Hai đứa anh đó. Trương Giang, Negip rất tiếc là những người đứng chót ở cái này gọi là cuối này. Biết thân biết phận. Quá nể phục. Quá nể cùng hai mẹ con mình luôn, sao kỳ vậy? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có 4 thành viên đồng hạng nhì. Đồng hạng nhì. Và chỉ có 2 thành viên được huy hiệu Yên Bái, Lào Cai rực rỡ thôi ạ. 4 thành viên đồng hạng đó là Lily, Dương Lâm, Bích Phương và Isaac. Xin chúc mừng các bạn. Isaac. Chúc mừng Thúy Ngân và Eric nhận được huy hiệu với 7 điểm rực rỡ. Ồ, 7 điểm rồi vậy. Wow, giỏi quá. Điểm nữa. Và chúng tôi xin mời hai bạn sẽ nhận huy hiệu Yên Bái, Lào Cai. Wow. Nhường gì? Nhường gì đâu? Giỏi thì lấy thôi. Giỏi thì lấy thôi. Hôm nay anh chịu công nhận người ta rồi. Lần đầu tiên thì thực sự là em cảm thấy rất là biết ơn chương trình vì đã cho em có một cái cơ hội được tham gia hành trình rực rỡ. Cảm ơn tất cả mọi người đã hy sinh rất là nhiều để mà có được một cái chương trình rất là tuyệt vời như này. Và em nghĩ rằng là hai cái huy hiệu này không chỉ dành cho hai bọn em mà tất cả các đội đều xứng đáng, bởi vì mọi người đã rất là hết mình trong cái tận cuối cùng này rồi. Huy hiệu này là một cái gì đó để em có thể lưu giữ ở nhà thôi. Nhưng cái mà em có thể lưu giữ lâu nhất đó chính là những cái thước phim ở trên đây đã ghi lại tình cảm anh em của tụi em đã chơi với nhau một cách gọi là đấu đá không nể na nhai. Là những cái vết cắn, những cái trận đè vật nhau, cái đó mới ấn tượng đối với em và em cảm thấy em rất là thích. Và cái tình cảm của mọi người là huy hiệu đáng giá nhất đối với em. Cảm ơn mọi người. Xin mời hai khách mời đã cùng đồng hành với chương trình có thể chia sẻ cảm xúc lúc này. Em tuy là em không giành được huân chương nhưng mà em đã cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và may mắn khi mà được tham gia chặng cuối này của hành trình rực rỡ. Được đi cùng với anh chị ở đây thì đó là một trải nghiệm rất là đáng quý đối với em và em không thể nào mà lặp lại điều đó một lần nữa, nên là em rất là trân quý và biết ơn chương trình đã cho em cái cơ hội rất là tuyệt vời này. Chúng ta đã đi qua 8 hành trình đầy thử thách và nhiều kỷ niệm bên nhau. Đây cũng là điểm đến cuối cùng rồi. Và chúng ta còn một tập đặc biệt nữa để gửi tặng cho khán giả. Tuy nhiên thì chương trình cũng muốn lắng nghe cảm xúc của các thành viên trong gia đình hành trình rực rỡ ngay bây giờ ạ. Em thì khi mà bước lên đây một cảm giác nó khác hơn cái lúc mà em bước lên đỉnh Yên Tử. Tại vì nó không chỉ rằng là mình chinh phục được một cái gì đó mà em cảm giác là mình vừa hoàn thành được một cái chặng đường mới trong sự nghiệp của mình. Wow. Thì hồi nãy mắt em cũng hơi rưng rưng nhưng mà em cố kềm lại. Nói chung là em cảm thấy cái cảm giác duy nhất hiện giờ của em là cảm thấy một cảm giác lâu rồi em mới cảm nhận được đó là sự hạnh phúc. Rất lâu rồi em mới cảm nhận được đó là sự hạnh phúc. Bởi vì được đồng hành cùng với rất là nhiều những người bạn ở đây mà em không nghĩ là mình sẽ có được. Cho nên là cảm ơn hành trình rực rỡ. Yêu mọi người rất là nhiều, phải yêu ekip rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Còn em? Lời đầu tiên thì em phải gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình Hành Trình Rực Rỡ bởi vì đã chọn em. Nhưng mà cái mà em nghĩ là sẽ nhớ nhất và em sẽ áp dụng nó trong cuộc đời sau này luôn, đó là những cái lời mà chửi mắng nghe có kỳ không ta? Nhưng mà những cái lời dạy dỗ, những cái lời mà dạy dỗ nặng lời. Dạy dỗ nặng lời của mấy anh chị dành cho em. Thật sự mấy cái lời đó nó làm cho mình có cảm giác là mình cần mấy cái đó để mình phát triển hơn. Chứ nếu như mà nói qua qua thì mình bỏ ngoài tay, mình chỉ là mấy đứa nhỏ mà lì lợm thôi. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Wow. Còn chị thì sao? Cảm thấy mình rất là may mắn và cảm thấy biết ơn chương trình rất là nhiều, bởi vì nếu không đi cùng với hành trình rực rỡ, mãi mãi em không bao giờ lên đến đỉnh Phan Xipang. Em nghĩ là một người như em sẽ chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ leo lên đến đây, bởi vì là em yếu đuối cả về sức khỏe tinh thần lẫn cơ thể vật lý của em là cũng mặt vẹo lắm, tại vì em toàn nằm ở nhà, em không có vận động gì cả. Thế nhưng mà khi mà tham gia chương trình thì mỗi ngày em lại được cảm giác như mình mạnh hơn, càng đến cuối thì em càng cảm thấy là mình không phải vượt qua những thử thách nữa, mà giống như là mình đang tận hưởng. Và mỗi một ngày trôi qua thì mình lại thấy tiếc hơn một chút vì sợ hết mất. Thật sự đến cái thời điểm này khi mà đứng ở đây, em nghĩ tất cả bọn mình đều là một và không thể thiếu được ai. Em tin là em là một mảnh ghép không thể thiếu của chương trình. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mình dám suy nghĩ như thế. Yeah.
Dạ còn nói với em xin chia sẻ thì từ đó giờ mọi người thấy em ở diễn tập thì lúc nào cũng là Dương Lâm, lúc nào cũng năng lượng, lúc nào cũng hùng hổ với anh chị em đồng nghiệp cũng như là những thành viên trong dàn cast. Nhưng mà thật sự là nhiều khi em cũng mệt lắm, nhưng mà em cố gắng. Cho nên em quan niệm là lúc nào là cái bữa diễn như là lần cuối cùng em được diễn. Wow. Lần cuối cùng em được diễn. Cho nên á, là mọi người thấy em cố gắng rất là nhiều. Và ngày hôm nay lên được đỉnh Fansipan thì cảm xúc như cái lần đầu tiên mà lên Yên Tử lại ùa về. Bởi vì cái lần trước là cũng cầu mong cho mẹ hết bệnh. Và nhiều khi bác sĩ nói là mẹ em chỉ được từng ngày thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, từ những ngày đầu của chương trình, và ngày hôm nay là chặng cuối chương trình rồi, mà mẹ em vẫn còn sức khỏe và mẹ em vẫn còn ở bên gia đình. Cho nên em rất là cảm ơn và hạnh phúc. Và em đã, như là lời ước nguyện của em, đã trở thành hiện thực. Em xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Và hy vọng mọi người sẽ yêu thương chương trình Hành Trình Rực Rỡ, để tụi em có thêm động lực để mà cống hiến, cũng như là giới thiệu những cảnh đẹp của quê hương đất nước của mình, niềm tự hào, tự tôn dân tộc đến cho tất cả người Việt Nam chúng ta. Thật ra thì từ đầu em tham gia chương trình á, em chỉ nghĩ đây là một cái công việc đơn thuần. Khi mà em nhận một cái show gì đó thì em nghĩ em chỉ làm cố gắng hết mình thôi, em chỉ nghĩ là dành hết thời gian cho chương trình là đủ. Nhưng mà khi mà em tham gia những chặng đầu tiên á, thật sự em làm không tốt, xong rồi sức khỏe em cũng yếu nữa. Nhưng mà mọi người rất là động viên em, mọi người nói là em phải cố gắng lên, không sao hết. Em không nói chuyện nổi luôn, tại vì lúc đầu em rất là mệt. Nhưng mà các anh chị đã hỗ trợ em rất là nhiều, xong rồi các anh chị ekip cũng rất là thương em nữa, luôn là ngơi cố lên. May mắn là chương trình này em được sự hỗ trợ của mọi người rất là nhiều. Mà thời tiết rồi công việc nó rất là vất vả và nó cũng không có thuận lợi nữa. Em hy vọng là nếu như có mùa 2, có mùa sau và những mùa sau nữa thì chúng ta sẽ cùng là một đồng đội, một đội, một team thật là mạnh để cùng hỗ trợ nhau, để đem đến cho khán giả những cái thước phim ý nghĩa hơn. Em mong là các anh chị cũng hãy có thật nhiều sức khỏe để cùng chúng em tạo nên một chương trình ý nghĩa. Cảm ơn mọi người. Chúng là chặng đường của chúng ta cũng đã gần kết thúc rồi. Nói về niềm tự hào của dân tộc thì nó khủng khiếp lắm. Anh em nghệ sĩ mình nó không có gì tự hào là tại vì sao? Được leo lên tới đây là cái chuyện bình thường, người ta leo Hà Rầm. Người ta bám biển ngoài kia, bỏ vợ bỏ con hàng năm trời. Người ta giữ rừng ngoài kia. Nói chuyện đó người ta có tự hào đâu mà anh em mình dám tự hào những điều này đúng không? Nhưng mà cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy được sự nỗ lực của tụi em. Đó là điều mà khán giả đã công nhận. Vì mình làm thật lòng, mình làm bằng cả trái tim. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả ekip. Thưa quý vị thân mến, kính thưa ekip luôn, kính thưa các anh chị khán giả, thưa các bạn, một chặng đường đã qua, một mùa gần như kết thúc. Bởi vì đây là cái điểm cuối cùng chúng ta trải qua. Đây là đỉnh Fansipan, điểm đến đời người, là nóc nhà Đông Dương. Đời người cũng phải nên đến một lần, cũng phải nên đến một lần. Anh em mình mạn phép, thầy khán giả, chúng tôi đứng ở đây để bày tỏ cho quý vị cái cảm xúc chân thật nhất. Độ cao, gió, mưa, sự khổ cực của các anh em và lá cờ Tổ quốc. Tự hào, thưa quý vị, đây là một trong những điểm rực rỡ nhất của chương trình Hành Trình Rực Rỡ mùa này. Thưa quý vị, đây là chương trình Hành Trình Rực Rỡ Tự Hào Việt Nam. Yeah! Xin mời quý khán giả cùng đón xem tập đặc biệt Muôn Vàn Khoảnh Khắc, Vô Vàn Cảm Xúc. Hai mua mình tài. Yeah. Hay nói dối hay xạo, chỉ có Thúy Ngân thôi. Thật ra cái người mà nói xạo trong show nhiều nhất chính là Lê Dư Bảo Lâm. Đúng vậy. Nói chung là em thấy là anh Lâm rất là thương em, tính ra là rất là thương em. Cảm ơn anh Lâm. Cảm ơn nhiều. Tôi và bác cũng có nhiều tính cách giống nhau đấy. Tôi và bác cũng có xu hướng hơi hướng nội một chút. Và chợt nhận ra là mình cũng không hẳn là như thế. Bác biết cái điều mà tôi với bác giống nhau nhiều nhất là gì không? Sợ làm phiền người khác.